Thế công việc của chú hôm nay ra đây làm thì là làm những gì? Hả? Công việc của hai bố con ra đây làm thì làm những gì chú? Xúc cát thôi mà. Xúc cát thôi à? Thế ra bên kia thì có việc gì để làm không? Đi chuẩn với. Rồi ra làm phụ hồ đúng không? Vâng. Thế còn Quyền thì ra đây thì làm gì? Xúc cát cho bố ơi. Xúc cát cho bố à? Ở nhà. Dép chú sao lại đi một đôi nọ một đôi kia đấy? Không có dép à? Không có dép. Thế thì dùng tiền đấy đi mua một đôi dép. Mua đôi dép là chắc chắn một tí. Chào tất cả, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là vào hoàn cảnh của hai bố con. Bố tên là Phong, còn em tên là Quyền, năm nay được 10 tuổi các bác ạ. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực chia sẻ đấy thì cũng nhận được là một số những phần quà của các bác dành tặng tới cho hai bố con. Và hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là lên để mà chia sẻ về hoàn cảnh cũng như là cuộc sống đời thường của hai bố con để mà đăng tải lên cho các bác cùng biết. Trong cái thời gian vừa rồi thì sau khi mà cháu Lực xuống chia sẻ đấy các bác thì cũng nhận được một số rất là nhiều những ý kiến của cô bác nói là về hai bố con đấy các bác. Nhà của hai bố con thì xe máy là không có vào được tận nhà đâu các bác. Xe máy là lúc nào cũng để ở ngoài đường bên này, cách độ tầm đậu đâu đó là 200-300 mét. Hai bố con thì hiện tại là vẫn còn một cái khoản tiền quý của bà Vương Kim Thanh là gửi tới cho hai bố con. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng không có mua theo gì cả. Nếu mà xe một tí hết thì có thể là được gửi tiền cho bố của Quyền để đi mua. Còn nếu mà chưa hết thì lần sau cháu Lực vào cháu Lực sẽ mua thêm. Không biết lần này lên nhà gặp hai bố con không đấy các bác. Sợ rằng là hai bố con là đi làm thuê rồi. Nhưng mà phía bên này là nhà của người Bắc, của các em hay sao ấy. Nhà này chỉ chắc là cũng vừa mới bị cháy xong rồi các bác này. Có những cột còn bị cháy, gọi là như ở than rồi đấy. Bên này thì nhiều hơn. Cửa thì thấy khóa rồi các bác ạ. Ôi, con lợn này chắc là cũng vừa mới cho ăn xong ấy. Thấy bụng cũng căng quá. Lợn này thì bố với lại hai bố con là đi lấy về để mà nuôi các bác ạ. Để mà nuôi sau này có con thì có thể lấy con ra nuôi. Còn trâu thì là hôm nọ là bố Quyền là đem đi giả rồi, người ta không có cho nuôi nữa. Anh nhìn một vòng ngôi nhà thì có vẻ như là ngôi nhà vẫn còn khá là kiên cố các bác nhỉ. Đấy, nhưng mà ở đây thì tất cả là những cái cây gỗ này các bác này, thì những cái tấm ván này thì là lúc mà người ta làm đấy, làm gỗ rất là non, thành ra là đã bị mọt ra rất là nhiều rồi. Có thể là sang năm sau là những cái tấm ván này là không có dùng được nữa, tại vì các bác có thể nhìn thấy là mọt rất là nhiều lỗ li ti này. Hai bố con thì ở nhà này cũng chẳng có con vật gì để mà nuôi đâu, có mỗi con lợn thôi. Có khi là thành ra là đi làm thuê là nhiều hơn. Giờ thì có lẽ là đi sang kia để mà đi xem là hai bố con là nay đi ở đâu, ở làm cái gì. Hai bố con thì cũng chỉ đi quanh làng thôi các bác. Bố thì bị mắt gọi là như kiểu là bị không được sáng ấy các bác, thành ra là để mà làm những công việc ở đâu thì người ta làm những công việc mà cần người ta cần đến gọi là sự chi li và tỉ mỉ, thành ra là người ta không có nhận máy, chỉ là gọi là làm những công việc ở trong làng là đi cày này, đi cuốc này, xong là đi vác đá thuê, đi lấy củi thuê thôi. Sự ra để mà như thế này thì các bác này, dưới này là lợn, gà, trâu, bò là ở,
còn là trên thì là người ở, mà ở dưới này thì nhìn trong rất là bẩn, hầu như là đa số là nhà người ta đều làm như vậy không bác ạ. Ở đây thì hai bố con thì nhìn thấy trước kia nhìn có vẻ nhìn thấy là vừa với con lợn này là vừa mới nuôi thôi, chứ để mà nuôi lâu thì chắc là dưới này là nó còn bẩn hơn rất là nhiều. Như nhà của hai bố con thì cũng được là bên bên này như là bên xã người ta là hỗ trợ giúp cho đấy cô bác, giúp cho để mà làm. Trước kia thì là ở một cái ngôi nhà chỉnh tường này cô bác, về trước kia ấy, thành ra là sau khi mà rút những cái tấm pro ra ấy, thì ở trong nhà mới thủng rất là nhiều ở phần phía trên nóc kia cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là nó còn chưa có tấm nóc đâu cô bác ạ. Có thể là trong thời gian tới thì nếu mà được các bác hỗ trợ thì cháu Lực sẽ mua tấm nóc và cho hai bố con để mà hai bố con che cái phần trên một chút. Không có nóc thì khi mà mưa xuống thì nó dột hết vào nhà là rất là nhiều. Có những tấm pro thì cháu Lực nhìn thấy là đã bị thủng rồi. Bây giờ thì cháu Lực đi ra bên kia để xem hai bố con đã đi làm công việc gì đó cô bác. Rồi thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cô bác nhé. Đây, vừa rồi thì cháu Lực có từ bên kia sang cô bác thì vừa hỏi vừa sang để bảo là hai bố con là ra đây để mà làm mà thuê, nhưng mà không biết là làm mà công việc gì. Đây là hai bố con là đang xúc cát ở dưới này rồi. Chú với lại Quyền làm ở đây à? Làm ở đây. Ở đây có nhà nào đang xây à? Ừ, nhà gì đang xây. Thế là cả Quyền cũng ra đây từ sớm này hả Quyền? Nhà từ châu đúng không? Thế là vác này là vác cát đi hay là chỉ là đúc vào bao thôi? Vác cát đi. Vác cát ra bên kia à? Thế không lấy xe máy để chở à? Đây. Máy cái bao này chắc là cho vào xe máy đúng không? Một bao này ra kia được tầm bao tiền chú? Một bao này ra kia được tầm bao tiền? 5.000 thôi. 5.000 ra kia à? Thế là anh này là chủ nhà là vừa chở à? Ôi anh dùng xe máy để chở chắc một thời gian chắc xe cũng hỏng hết mà nhờ. Xe đang đẹp ấy. Thôi làm lớp chứ anh nghỉ đi. Đến giờ nghỉ trưa rồi anh. Cơm thôi. Cơm chiều làm. Thế hai bố con là ăn cơm với anh luôn chứ? Ăn cơm đấy mà. Đây này em ủng hộ anh nhờ. Đây tốt tuần ái tao còn anh. Tuần ái á? Đi bên này anh. Này làm nhà mấy tầng đây anh? Chắc lên được 2 tầng em ạ. Lên được 2 tầng thôi á? Lên được 2 tầng là cao đấy nhỉ. Bản đấy. Nói là có tiền thì mới xây được cái nhà 2 tầng đấy. Tiền đâu. Chắc cái này là chắc lên. Giả tiền nó không giả tiền nó thì mẹ giúp vui giả tiền nó luôn. Khân bởi đấy mà. Nó không là vô bệnh viện à? Thường mặt hàng à? Chú với Quyền là ăn cơm ở đây là... Ăn cơm ở đây. Ăn cơm ở đây luôn à? Vâng, cơm ở đây luôn. Phải phết đấy, hai bố con này. Hai bố con này. Ra từ sớm à? Làm cho anh này à chú? Vâng. Quyền hai bố con thì hiện tại là không có việc gì để làm các bác ạ. À. Thì cũng chỉ là đi sang hàng xóm ấy, sang hàng xóm xem là ai có việc gì không thì ra làm. Quyền thì không vác được là hộ bố xúc cát à? Ừ. Thế là bây giờ cũng đến giờ nghỉ à chú? Vâng. Hôm nay thì cháu Lực cũng ra hơi muộn các bác ạ. À. Thời gian là hai bố con thì cũng nghỉ ăn cơm giờ này rồi. Quyền đi ăn cơm đây hay là về nhà Quyền? Quyền là về nhà à? Về nhà. Quyền chúng ta. Về nhà đó. Thế là Quyền ăn xong rồi à? Thế là trẻ con là ăn xong sớm hơn rồi cô bác. Này chú phải vác cát đi ra kia nữa không? Được, vác một đi. Vác đi à? Thế là có những lúc là nếu mà không dùng xe máy để chở là chú dùng vác à? Lấy tí nữa lấy xe máy để chở thôi. Tí lấy xe máy để chở à? Thế công việc của chú hôm nay ra đây làm thì là làm những gì? Công việc của hai bố con ra đây làm thì làm những gì chú? Xúc cát mà.
xúc cát rồi à? Vâng. Thế ra bên kia thì có việc gì để làm không? Đi chuẩn bố ơi. À, rồi ra làm phụ hồ đúng không? Vâng. Thế còn Quyền thì ra đây thì làm gì? Xúc cát cho bố ơi. Xúc cát cho bố à? Ở nhà thì cũng chẳng có việc, cũng chẳng có gì để làm ở nhà ấy. Vâng. Không có gì. Thế hai bố con là đi làm. Thế đi làm này thì một ngày được bao tiền chú? Một ngày chỉ được 100. Ngày 100 à? Thế cả Quyền vào nữa thì Quyền được bao tiền một ngày? Giúp thôi. Giúp thôi á? Vâng. À, thế Quyền là ra giúp bố thôi à? Vâng, giúp bố thôi. Đó. Đây rồi. Một cái bao cát này bác ra kia thì cũng khá là nặng đấy cô bác ạ. Cái này là anh chủ nhà là không phải lấy khoán đúng không? Vâng. Gọi là ra đây, gọi là chú ra đây làm thì trả cho chú là một ngày là rơi vào bao tiền đúng không? Vâng. À. Đây là phụ hồ xúc cát mọi cái à? Vâng. Có những lúc mà Quyền không ra hộ thì chú dùng cái cước để mà xúc à? Vâng. Hai bố con thì rơi vào hoàn cảnh rất là tội của bác. Chú Phong với lại Quyền thì là chú Phong thì vợ thì là bỏ đi theo người khác rồi và lừa hết tài sản là bán đi. Bây giờ ở nhà thì trâu bò thì cũng không có, chỉ có một con lợn là bây giờ đang đi nuôi giói. À một con, đúng rồi, một con lợn là đang đi nuôi giói thôi. Thế con trâu thì chú giả rồi à? Giả rồi. Thế bây giờ ở nhà thì có mỗi con lợn kia thôi? Mỗi con lợn thôi. Cô Quyền thì năm nay mới có 10 tuổi thôi cô bác, đã giết là đi ra ngoài là phụ giúp cho bố rồi. Thế bây giờ là nghỉ về ăn trưa rồi chú? À. Thế là công việc của chú làm ở kia à? Vâng. Thế là chiều nay chú làm đây nữa chứ? Làm đây. Chiều nay làm đây nữa à? Vâng. Thế Quyền thì bây giờ còn đi ăn không? Không. Thế Quyền chào con các bà thế nào? Con chào các ông các bà. Rồi, toát hết cả mồ hôi ra hộ bố đấy nhờ. Đây chú Phong thì đây này có bác này. Hôm nay thì chú lấy tiền về để làm gì? Hả? Hôm nay chú lấy tiền này để làm gì? Để đi làm mua thức ăn ấy. Thế thì mua thức ăn à? Ừ. Thế hôm nọ cháu mua cho thì còn không? Hết rồi. Hết rồi à? Ừ. Hôm nọ thì mua cho thì hết. Thế hôm nay cháu sang cháu không biết là mua gì sang thì cháu gửi tiền mà. Tiền cho chú thì cho chú đi mua nhá. Vâng. Hôm nọ thì bà Vương Kim Thanh gửi cho hai bố con đấy cô bác. Thì còn dư, không biết là cháu được có ghi vào sổ này không. À, ghi vào cái sổ kia rồi. Thì cháu gửi cho chú là 200.000 để chú mua thức ăn nhá. Vâng. Rồi. Chú gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh chú nhá. Vâng, cảm ơn bà Vương Thanh. Chú chúc bà thật nhiều sức khỏe. À, chúc bà sức khỏe. Thế thì chú để tối nay về thì dép. Hôm nọ cháu mua dép cho chú chưa nhỉ? Dép chú sao lại đi một đôi nọ một đôi kia đấy? Không có dép à? Không có dép. Thế thì dùng tiền đấy đi mua một đôi dép. Ừ. Mua đôi dép là chắc chắn một tí. Tại bây giờ thì bố Quyền là cũng chuẩn bị là đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm rồi cô bác. Là hôm nay là làm ở bên kia à chú? Vâng. À, cháu đi xem công việc của chú xem này. Quyền này bây giờ đi về không? Ra đây xong về. Ồ, thế là bây giờ là chú này là có việc để làm rồi đấy nhờ. Vâng. Có làm lâu dài không chú? Không, ra đây làm một ngày, chỉ làm một ngày thôi. Làm ngày nào lấy tiền ngày đấy à? Vâng, thế thôi. Thế công việc của chú ra đây thì là xúc cát này, xong là trộn vớ phụ hồ đúng không? Vâng, vâng. Rồi, vừa rồi thì cháu Lực cũng lại trích tiền của bà Vương Kim Thanh gửi cho chú Phong để cho chú mua thức ăn này kia. Thì cũng thay mặt hai bố con được gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ở đây còn một đống sỏi này. Một đống sỏi. Một đống sỏi này à? Vâng. Đi đấy, đi trộn. À. Thế ăn cơm ở lán này là ăn cơm? Ăn cơm ở trên. Ăn cơm ở nhà trên kia à? Vâng. À, chú ăn cơm ở nhà trên kia à? Vâng. Thế là bây giờ chú cũng chuẩn bị đi ăn cơm rồi. Thì Quyền thì còn đi trên ăn cơm không? Không à, anh với Quyền đi về nhà. Ừ. À. Rồi thế chú đi nhá. Vâng vâng. Bây giờ bắt gặp công việc của hai bố con là phải nói là thực sự là công việc rất là vất vả, lao động ở chân tay như này. Chú cứ đi ăn cơm đi, ừ. Cháu cũng về bây giờ rồi. Chú Phong thì còn gọi là không được minh mẫn cho lắm cô bác ạ.
nhìn là dáng người đi thì các bác cũng đã biết là con người của chú là như thế nào rồi. Rồi đi về thôi Quyền. À đợi đợi chú đã. Thế Quyền là sáng nay cùng bố là ra sớm à? Vâng. À ra từ mấy giờ? Không biết không? Không. Không á? Thế là cứ chơi sáng là ra thôi à? Không có đồng hồ đâu. Hai bố con thì không có điện thoại của bác ạ, và không có đồng hồ nào trong nhà ấy. Thành ra là cũng không biết là giờ giấc để mà xem đâu. Thế vừa rồi Quyền là ăn cơm ở trên à? Vâng. À. Thế buổi sáng là ra đây là phụ bố là xúc cắt rồi này. Xúc cắt cả buổi sáng rồi à? Vâng. Có lẽ là có cả Quyền xúc cắt thì anh mà nhận hai bố con làm ấy chắc là sẽ gửi thêm dư ra một chút. Thế chiều nay Quyền có lại sang đây không? Có. Chiều nay lại sang đây tiếp à? Vâng. Thế bây giờ là về nhà là xem lợn à? Vâng. À. À, năm nay mới có 10 tuổi đâu các bác, nhưng mà Quyền là biết là phụ giúp bố rồi, phụ giúp công việc bố rất là nhiều. Bây giờ ngồi xe đi chứ nhỉ? Hả? Hay là đi bộ đi? Đi bộ hay ngồi xe? Xe. Ngồi xe à? Thế tí mấy giờ lại sang đây? Tí tầm giờ nào lại sang đây? Không biết. Không biết à? Thế cứ về nhà xem chăn lợn xong là ra à? Thế lại ra lại hộ bố xúc cắt thế này à? Ồ. Chắc là đến tối thì được tầm độ 50.000 gì đấy thôi các bác. Quyền thì cũng không có lớn như lắm để mà đủ tuổi lao động ấy. Để mà gọi là độ tuổi lao động thôi các bác. Thì cũng không nên, chưa phải. Thành ra là không ai dám nhận. Không ai dám nhận thì gọi là ra phụ giúp bố thôi. Ở đây thì trong làng người ta mới cho làm thôi. Nhưng mà nếu mà đi lên trên xá thì người ta không cho Quyền làm đâu. Đi về đi nhỉ? Rồi. Bây giờ thì lại Quyền đi về nhà là xem... lợn á. Thế vừa rồi Quyền ăn cơm với gì vừa rồi ấy? Hả? Gà. Cơm với thịt gà. Vâng. À. Chắc là ăn cơm với lại gà đông lạnh đúng không ạ? Ăn cơm là ăn cơm được mấy bát? Ba bát à? Cũng khỏe đấy nhỉ? Rửa chân đã nhỉ? Rửa chân tay đã nhỉ? À đi đến nhà có nước đúng không? Vâng. Đi nhà có nước rồi. Đi đường nào nhỉ? Đường này. Đường này á? Đường này. Là năm sau lên lớp 6 rồi nhỉ? Yeah. Năm sau là lên lớp 2 rồi đấy, không phải là tiểu học nữa. Thế Quyền thời gian này là hôm nào cũng cùng bố sang hay là lâu lâu mới sang một hôm? Lâu sang một hôm. Lâu lâu mới sang một hôm à? Người ta gọi mới sang à? Yeah. Đường đi xuống nhà Quyền nữa các bác, thì thật sự ra là con đường gọi là bà con người ta để thâu đi lại thôi, vừa một cái xe máy để đi thôi. Ui dồi. Bố của Quyền thì gọi là ra gặp lần nào thì cũng chỉ đi làm thuê thôi các bác, chứ không có để mà ở nhà để gọi là nghỉ ngơi đâu, trừ phi hôm nào là mưa, hôm nào là người ta không có thuê nữa thì mới ở nhà để mà ở nhà thôi. Ôi, chỗ này bị sạt à Quyền? Vâng. Mùa này trên Hà Giang các bác, các bác lên vùng cao thì rất là để ý thời tiết mùa này các bác nhé. Bác trước khi các bác lên thì các bác phải xem xét là cái thời tiết ổn định không thì các bác mới lên được. Chứ những cái hình ảnh ở trên vùng cao đó các bác thì các bác cũng đã theo dõi được rằng rồi, lũ quét sạt lở rất là nhiều. Thế ở nhà mày hôm nay hết thức ăn chưa? Hết rồi. Hết rồi á? Vâng. Cá này kia hết rồi à? Vâng. À
vừa rồi thì cũng gửi tiền cho bố Quyền rồi, cho bố Quyền là lên trên sáng mua. Bố có biết đi mua thức ăn không? Có biết đi mua thịt không? Có. Ở trên xá thì lâu lâu người ta mới gọi là cứ đến cuối tuần thì người ta là thịt lợn là nhiều đấy, còn là những ngày bình thường không á thì thỉnh thoảng người ta mới mổ thôi. Đây, Quyền cho lợn ăn chưa? Rồi. Cho lợn ăn xong mới lại đi à? Vâng. Đi rửa chân rửa tay đó. Xong rồi đi lên nhà chứ. Hết nước rồi Quyền. Cái kia vậy thôi. Đây con cá này Quyền này. Cái này, rửa đây này. Cá gì đây? Không biết. Thả vào đâu? Thả vào đây chứ, chặt chết à? Thả vào trong này. Không thả à? Bỏ vào đâu? Đấy, rửa nước cái ra. Không lấy một sạch chứ. Rửa chân, rửa tay, rửa cả mặt nữa. Bên kia rửa thôi à? Bên này thì chắc là nước là ít hơn. Biết là kia là chắc là cái tanh nước nhà hàng xóm ở bên cạnh nhà bác của Quyền hay sao? Không biết là trong này là có gà không các bác này? Thế là có chuồng gà thôi. Gọi là đi theo bố để ra kia làm là ở nhà là đỡ phải là nấu cơm. Ra bên kia là ăn cơm luôn. Vì rằng là trong làng này là ai ai cũng biết là hoàn cảnh của hai bố con rồi. Thành ra là cũng được là hàng xóm người ta có người thì giúp đỡ, có người thì không. Cái chuồng gà này có gà không hả Quyền? Không có gà đâu à? Củi này là ai đi lấy về? Bố hay là em đi lấy về? Bố. Bố là đi lấy về à? Củi này thì chắc lấy về là để nấu cơm với lại đun cám lợn này kia nữa. Một tí chưa đi làm thì lấy cái muỗng đi cho bố đi làm nhá. Nhá, cho bố đi đội nhá. Vào trong nhà thì phải nói là nhìn vào cái cảnh tượng mà cái bàn thờ của bác ạ. Bàn thờ thì trong ở trên này thì nó được nhìn thấy là làm cũng rất là sơ sài thôi. Có những cái miếng thì ở trên này thì đã bị bục hẳn ra này. Hôm nọ là anh mua cho hai cái mú đúng không? Vâng. Hai bố con là hai mú đúng không? Thế thì một tí là đội mú để đi làm nhá. Vâng. Nhá. Quần áo này sao anh bảo nhiều rồi sao lại không dọn gọn gàng đi? Bố bảo là đến thế. À? Bố bảo là để đấy á? Không vâng. Dọn á? Bảo là... Bố bảo như nào? Dọn đi, lấy cái, mấy cái áo kia để vào trong hộp này này, nhá. Tối là Quyền là ngủ đây à? Hay là cả bố nữa? Cả bố. Cả bố á? Ôi, ngủ đây cũng thấy là cháu được nhìn thấy là cô bác này. Dưới đây là không có nệm đâu. Có mỗi cái tấm chiếu để mà dài lên thôi. Ê?
sau nhà thì cũng làm mà. Cái gì đây? À, thay quần áo à? Tìm cái áo nào mỏng mỏng thay đi. Đó đây này. Đây. Buổi sáng thì đi thì lạnh quá bác ạ. Đấy, toát hết mồ hôi rồi. Có đi tắm không? Hả? Chắc là tí chiều lại đi rồi. Phải mặc cái áo đấy vào, không nóng xong là một tí nữa dọn dẹp nhà cửa nhá. Quần áo, nhất là quần áo rồi. Bố thì đã không biết rồi, thành ra là đến Quyền á, không ai dạy bảo Quyền là không có là không làm cô bác ạ. Một cậu bé mà bố thì không được hoàn hảo rồi, mà đến nỗi là mẹ cũng thấy là hai bố con như vậy đấy, là bỏ đi theo người đàn ông mới, không có chịu là ở với lại hai bố con để mà lo cho Quyền. Nào đừng lấy vứt đi, lấy để nó đi, đừng lấy vứt vào, đừng lấy vứt. Đấy, để xuống Hà Nội. Đấy, để xuống Hà Nội chứ, đừng có lấy vứt như thế, quần áo mà. Dép hôm nọ anh mua cho đây đúng không? Có phải anh mua cho không? Phải không? À, thế mà thế đeo dép đi rửa à? À. Vứt xuống dưới kia không sợ mất à? Để bên ngoài này cũng được mà. Đây là những cái đôi... Đây là mèo nhà Quyền à? Đây là hai bố con sáng nay là ăn cơm này mới đi à? Đây hai bố con là sáng nay là nấu cơm này các bác này để ăn. Đây thích Quyền ngồi đây này. Cái buổi sáng này ăn cơm cái gì xong rồi hai bố con mới đi? Ăn cơm. Ăn nguyên cơm á? Vâng. Không có cái gì để ăn cùng à? Không. Rau không có à? Buổi sáng có làm cơm rang không? Không à, thế là sáng nay hai bố con ăn cơm không đi. Thế Quyền thì vừa rồi lại về để cho lợn ăn xong lại đi à? Vâng. Lại đi ra hộ bố à? Vâng. Vậy có khi là tác thấy là bố làm ở kia thì cũng một phần là ra chơi thôi cô bác. Ở nhà thì cũng chỉ có một con lợn là duy nhất thôi. Thế tối nay Quyền còn ăn cơm ở bên kia nữa không? Có. Vẫn ăn cơm bên đấy à? Vâng. Ăn cơm bên đấy xong mới về à? Vâng. Bố ra kia làm được bao nhiêu hôm rồi, có biết không? Hôm qua với hôm nay. Hôm qua với hôm nay à? Vâng. Thế công việc của bố làm thì thường làm những cái gì ở bên kia Quyền có biết không? Không à? À thưa bác, tại sao Quyền không biết đấy? Là chắc là Quyền là không biết nói của bác ạ. Có phải có vác cát không? Có được vác cát không? Có. À vác cát đi à? Vác cát, vác gạch đúng không? Ừ. Thấy là ở bên đấy là có gạch, có cát này kia này. Chắc là có công việc gì thì làm mà công việc đấy cả đâu bác. Quyền thì nếu mà như bằng các bạn khác ấy, thì các bạn khác có thể là nói chuyện là ngoan ngoãn hơn thôi bác. Và gọi là như kiểu là không có được tăng, không có tăng động hơn. Còn Quyền thì lại khác. Quyền thì thuộc dạng, thuộc cậu bé là có gen từ người bố sang rồi. Cho nên là để mà em ấy bằng người khác thì chắc chắn là sẽ không có bằng. Năm sau thì học lớp 6 thì sang trường nào học? Trường bên trên. Nó trường bên trên à? Thế không phải là trường ở bên này nữa à? Vâng. À, thế bên trên. Thế là mày nữa đi là đi bộ là đi đường nào? Vẫn đi đường này hay là đi đường nào? Đi đường khác rồi à? Vâng. À. Quyền thì có một cái khuôn mặt mà tai thì có vẻ như nhìn là rất là to, còn là răng thì có vẻ như là không có được đẹp lắm các bác ạ, nhìn trong kiểu gì gì ấy. Cái trâu của nhà Quyền thì đem đi trả từ hôm mà anh ra đây rồi à? Vâng. Thế là người ta không cho nuôi nữa à? Nhà mình không lấy được cỏ hay là người ta lấy về để làm ruộng? Làm ruộng. À, làm ruộng à?
Thế nhà của Quyền thì có ruộng để làm không? Có. Vẫn có à? Thế bố có đi làm ruộng không? Có. À, thế làm xong hết chưa? Sắp được cấy chưa? Sắp được cấy ruộng chưa? Rồi. Rồi à? Năm nay nhà Quyền thì có lúa để gặt không? Có. Có à? Vâng. Có nhiều hay có ít đấy? Có ít. Có ít thôi à? Hôm nào thì bố của Quyền có chia sẻ với cháu Lực cô bác ạ, rằng là chỉ có hình như là được 3 thửa thôi, là hai bố con là không đủ ăn, thành ra là bố Quyền là mới gọi là ở thôn, ở làng có công việc gì làm thì hầu như là bố Quyền là đều đi hết cô bác. Hôm nay thì lần trước thì bắt gặp là bố Quyền là đi đập đá với lại đi vác đá, lần này thì bắt gặp là hai bố con là đi ra để mà đi làm phụ hồ đấy, tóm lại đi làm phụ hồ. Hay hôm nay xuống thì thật sự ra thì cũng thứ nhất là về thăm hai bố con, và thứ hai thì xem là trong cái khoảng là thời gian vừa rồi mưa bão ấy, thì là nhà của hai bố con là có bị ảnh hưởng gì không. Đấy, chắc là cái phần mà phía chỗ Lực đang ngồi là bị ướt rồi các bác này, hôm nọ là bị dột từ trên này xuống. Tấm pro kia là hỏng rồi Quyên. Bây ra vâng. Thế là bố vừa mới làm lại à? Chưa làm đâu. Trên kia có một tấm pro thì bị bay ra các bác ạ. Gió thổi to, gió thổi mới bay ra hay là như nào? Mưa vừa gió. Mưa vừa gió à? Vâng. Vậy như thời gian vừa rồi thì nếu mà các bác có theo dõi được về những tin tức hay là về những các YouTube khác đưa lên nữa các bác, thì Hà Giang đợt này đang chịu ảnh hưởng bởi những cơn bão mà rất là nặng của bác, một thiên tai rất là lớn luôn. Đấy, hôm nay thì xuống với hai bố con thì rất là may mắn là nhà thì cũng không có bị ảnh hưởng gì cả các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và có lẽ là chúng tôi cũng xin được là chia sẻ thế thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Quyền gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con nhìn ra kia. Con chào tạm biệt. Chào tạm biệt các ông các bà. Các ông các bà.